Đội bóng dành cho các thủ đất rất nhanh. Tuy nhiên đội trưởng của An Giang đã thu hồi được bóng thành công. Lên bóng cho An Giang. Không được. Nhưng vẫn còn. Tình huống chuyền vào là quá cao. Trước đó thì cơ hội dành cho cầu thủ mang áo số 47 Kim Nhật. Lên bóng dành cho cầu thủ Đắk Lắk. Rất hay. Dứt điểm chưa được. Bóng đã chạm vào đội trưởng mang áo số 26 của An Giang. Đó là Văn Trọng. Sẽ là một quả ném biên được dành cho các cầu thủ Đắk Lắk. Và bắn ra của Danh Lương Thực nhưng không thành công. Lên bóng dành cho An Giang. Rất khéo. Dứt điểm. Cầu vào. Đó là pha xử lý của Kim Nhật. Nhưng bóng đã không đi vào khung thành. Một tình huống mà cầu thủ vào số 47 đã dứt điểm và làm thoát tim đối với hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía đội bóng Đắk Lắk. Chúng ta xem lại hỗn này. Một tình huống mà thủ môn của Đắk Lắk cũng đã đổ người hết cỡ nhưng lại không thành công. Những thất bại cho người gác đền của Đắk Lắk là bóng đi trên không dọc trong gang tấc. Lúc này thì quyền kiểm soát bóng lại trở về với câu lạc bộ áo vàng Đắk Lắk. Đường chuyền hỏng. Tổng phát hợp. Tiếp tục là một pha bóng dài. Và công. Và công. Không vào. Pha xử lý rất táo bạo của cầu thủ mang áo số 8 Võ Đình Lâm. Đình Lâm giật bóng xuống sát đường biên ngang trước khi thực hiện đường căng ngang cho đồng đội của mình. Và nỗ lực vừa rồi sẽ đem về một quả đá phạt góc dành cho bóng đá An Giang. Trọng tài không có còi và cơ hội tấn công dành cho câu lạc bộ An Giang. Đây là Đình Lâm. Chưa được. Đã có một thoáng chần chừ. Và chiếc thẻ vàng cũng đã được rút ra dành cho cầu thủ của Đắk Lắk. Các cổ động viên cũng đã đến sân vận động Kiên Giang rất đông để ủng hộ cho đội bóng con cưng của mình. Lên bóng dành cho An Giang. Tổng phát hợp, tranh chấp rất mạnh mẽ. Tuy nhiên thì chúng ta cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Quyết định sau cùng là một chiếc thẻ vàng. Tuy nhiên chúng ta cùng chờ xem. Số 14 đang nằm sân và va chạm rất mạnh của Tổng phát hợp. Vâng, do vậy chiếc thẻ vàng cũng đã được rút ra. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem lại tình huống tranh chấp này. Một pha va chạm rất chủ động của Tổng phát hợp. Đường chuyền của Văn Văn. Xuống biên chưa thành công. Tốc độ của một cầu thủ bên phía Đắk Lắk. Đây là cơ hội để cho các cầu thủ Đắk Lắk có thể ghi bàn. Rất nỗ lực. Nhưng không có tiếng còi nào vang lên. Trọng tài xác định đó là một tình huống tranh chấp hợp lệ của các hậu vệ bên phía đội tuyển An Giang. Và ngay lập tức thì An Giang tổ chức một tình huống phản công nhanh. Cả hai đội đã đẩy cao nhịp đầu đấu ngay từ những phút đầu tiên. Và chúng ta cùng chờ để xem liệu điều này có mang đến bàn thắng. Tại thành phố Rạch Giá đã diễn ra những cơn mưa. Nhưng cơn mưa bàn thắng tại vòng 3 này vẫn chưa đến. Trong cuộc đối đầu giữa Đắk Lắk và An Giang. Đây là cơ hội dành cho Dương. Chiếc vào. Vẫn còn. Cao nguy hiểm vẫn chưa thể có dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Đắk Lắk. Nếu như quyết đoán hơn thì vừa rồi Tống Văn Hợp hoàn toàn có thể dứt điểm thẳng về cầu môn. Nhưng anh lựa chọn cách chơi đồng đội khi thực hiện pha căng ngang vào trong. Rất đáng tiếc. Ở trong hiệp 1 thì Tống Hợp cũng đã để lại những dấu ấn của mình bằng
những pha tranh chấp rất mạnh mẽ. Và lúc này thì các cầu thủ An Giang đã bắt đầu đẩy cầu đội hình lên nhiều hơn. Thêm một đường lên bóng nữa của An Giang. Rất dịp dàng. Đây là của An Giang. Tuy nhiên cú đẩy bóng cuối cùng là quá dài. Hiệp đấu thứ hai, câu lạc bộ An Giang đang muốn tấn công ngay từ đầu và tìm kiếm sớm được bàn thắng. Nhưng điều đó vẫn chưa thể đến dành cho cầu thủ áo trắng. Ở đây là tình huống gây tranh cãi trước đó dân. Và bây giờ thì các cầu thủ Đắk Lắk được hưởng một quả phạt góc bên phía cánh trái. Đường chuyền vào. Đó là tình huống đánh đầu ghi bàn của danh lương thực đội trưởng của câu lạc bộ Đắk Lắk và tỷ số là 1-0. Danh lương thực của đội Đắk Lắk đã ghi bàn với tỷ số. Tỷ số hiện tại câu lạc bộ Đắk Lắk 1. Bàn thắng vừa rồi sẽ giúp cho trận đấu này trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Khi mà lúc này thì đội bóng được xem là đội chủ nhà An Giang đã bị đối phương vượt lên dẫn trước. Họ sẽ phải nhanh chóng tấn công để tìm bàn gỡ. Một cú đánh đầu rất thoáng. Đường chuyền vào. Không được. Và khống chế thay vì dứt điểm của tiền đạo bên phía An Giang. Người phá bóng vẫn là cái tên quen thuộc danh lương thực. Cơ hội! Và cơ! Đó là ba ghi bàn của cầu thủ Võ Đình Lâm. Bàn thắng gỡ hòa, bàn thắng đầu tiên của An Giang ở mùa giải năm nay, cuối cùng của đêm. Và chúng ta cũng thấy được sự nhạy bén của huấn luyện viên Trịnh Văn Hậu khi mà cầu thủ mang áo số 34 Lâm Hữu Phước vừa được tung vào sân thì ngay lập tức anh cũng đã tạo ra thời cơ cho đồng đội của mình ghi bàn. Một điều chúng ta cũng xem lại pha bóng này, pha bóng rất lộn xộn trước cầu môn của khung thành bên phía đội bóng Đắk Lắk. Và sau đó thì cầu thủ của An Giang đã tận dụng rất thành công để ghi bàn. Hữu Phước đã có tình huống va chạm xảy ra nhưng trọng tài sẽ định không có lỗi. Đánh đầu khá nguy hiểm và cầu thủ màu số 29 trọng tài cũng đã cầm sẵn một chiếc thẻ vàng trong tay. Người đang bị đau là cầu thủ màu số 7 Ngọc Lâm. Các cầu thủ An Giang cũng đang rất lo lắng với tình huống này. Chúng ta cùng chờ xem quyết định sau cùng của trọng tài. Vâng, những tình huống hết sức căng thẳng đang được diễn ra. Đó là chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Phương Duy. Và An Giang sẽ phải chơi thiếu người ở những phút tiếp theo. Khá đáng tiếc dành cho đội bóng của huấn luyện viên Trịnh Văn Hậu. Họ đã sốc lại tinh thần sau khi có được bàn thắng của mình tỷ số, nhưng giờ đây là phải chơi thiếu người. Và như vậy một trong những trụ cột của câu lạc bộ An Giang là Phương Duy phải rời sân. Ở những vòng đấu trước thì An Giang cũng đã một lần mất người và để thua trước những vị khách. Và lần này ký ức buồn lại ùa về. Tuy nhiên thì mới chỉ là mất người thôi. Chúng ta cùng chờ xem các cầu thủ còn lại có chiến đấu hết mình để hoàn thành mục tiêu có điểm trong trận này hay không. Người thực hiện sẽ là cầu thủ mang áo số 2 Trần Gia Nam. Thấy được sự lo lắng của ban huấn luyện bên phía các cầu thủ An Giang. Đội chiến vào. Vẫn đang là An Giang. Đây là cơ hội. Vẫn chưa thể dứt điểm. Chiến vào. Đường chuyền là hơi đòn. Lên bóng dành cho cầu thủ Lắk. Cả hai đội đang chơi rất quyết tâm, đặc biệt là các cầu thủ áo trắng. Một tình huống phòng ngự tốt của trung vệ bên phía đội bóng An Giang. Đó là tình huống độc vị tốt của các cầu thủ An Giang. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn ở những khoảng thời gian sau cuối này. Lên bóng dành cho Đắk Lắk. Minh Hiếu.
Được chưa? Có vô vào. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ áo vàng. Đó là tình huống xâm nhập vòng cấm của cầu thủ mang áo số 47. Dần. Rất bài cho An Giang là cú dứt điểm cuối cùng của Dần đã đi trên cột dọc. Đá bóng dành cho An Giang. Người nhận cái bóng là Gia Nam, chuyền vào, đã đâu, chưa được. Đã có lỗi việt vị của cầu thủ bên phía đội bóng An Giang. Thì đội những phút cuối cùng này là những phút cực kỳ hấp dẫn khi mà cả An Giang và Đắk Lắk đều chơi tấn công. Chưa được. Trận đấu vào đường tiếp tục lên bóng dành cho các thủ vàng. Khá chần chừ. Xuống xa. Có bầu. Một tình huống dứt điểm đầy táo bạo và sẽ mang về một quả bóng góc dành cho các thủ lắc. Đó là pha xử lý của thủ vào số 37. Trần Ngọc Ánh. Lại thêm một tình huống cố định nữa. Được trao cho các cầu thủ áo vàng. Và Danh Lương Thực cũng đã xuất hiện trong vòng cấm địa của An Giang rồi. Chuyền vào. Rất bình tĩnh. Dứt điểm không vào. Pha xử lý bình tĩnh nhưng cú ra chân lại đưa bóng đi quá cao so với cầu môn. Trung Hiếu. Bóng được chuyển sang cánh phải. Rất kỹ thuật. Dứt điểm không vào. Ngay giật phút bù giờ cuối cùng thì các cầu thủ Đắk Lắk đã có được quyền bình chọn. Đó là cầu thủ mặc áo số 16 vào sân tay vừa bài Thái Bình Hiếu. Thái Bình Hiếu đã nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Và đó cũng là những diễn biến cuối cùng của trận đấu này. Khi mà trọng tài đã đối chọi kết thúc những diễn biến chính thức. Mọi người của An Giang đã chơi một cái bậc tất tài và họ đã phải trả giá. Cũng xin chúc mừng các cầu thủ Lắc với 3 điểm đầu tiên. Cùng với 2 điểm họ sẽ có 5 điểm. Thật sự là quá nghiệt ngã cho câu lạc bộ An Giang khi những giây cuối cùng chúng ta xem lại pha quay chậm hoàn toàn không có sự hỗ trợ từ các đồng đội. Cầu thủ vào sân thay người Thái Minh Hiếu ở một tư thế rất chống chạy và không khó để anh lập công giúp cho Đắk Lắk giành trọn được 3 điểm. Thật sự là xin chia buồn cùng với An Giang, họ đã thi đấu quả cảm trong những thời điểm chơi thiếu người và cuối cùng thì phần thắng đã dành cho đội khách Đắk Lắk. Vẻ như sân vận động Kiên Giang vẫn chưa đem lại vận may dành cho đội bóng An Giang. Mùa giải năm nay thì họ sẽ sử dụng sân Kiên Giang làm sân nhà và trận đấu tới họ sẽ gặp câu lạc bộ Bình Phước tại vòng thi đấu thứ tư. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đối với đông đảo khán giả đã theo dõi trận đấu này. Và hẹn gặp lại mọi người ở vòng đấu tiếp theo.